Dân lời cảm tạ tình yêu thương của Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Vâng, xin được hân hoan chào đón toàn thể quý đại cơ Chúa Mục Sư và quý thầy cô truyền đạo và toàn thể ban chấp sự hội thánh tại Buôn Lớt của chúng ta đã có mặt tại Tư Giang, ngôi nhà mới của gia đình ông và bà Isabella trong buổi tối đêm nay. Và chúng ta cảm tạ ơn Chúa từ bụi đất, ngôi nhà mới tại nơi đây đã mọc lên. Ngoài kia hoa nở vui trên, trong nhà hạnh phúc càng thêm mật nồng. Và ngôi nhà của chúng ta, cả gia đình chúng ta chung sống suốt cuộc đời, là nơi có tiếng cười của trẻ thơ, là nơi có tình cảm ấm áp nồng nàn, là nơi nuôi dưỡng nhận đức niềm tin. Hạnh phúc của chúng ta có như gia đình Aydun Isabella đang cảm nhận trong buổi tối đêm nay. Gia đình họ đã trải qua năm đợi tháng chờ, đã bao ngày tháng gian nan, chồng vất vả, vợ lo toan hàng ngày. Bây giờ thỏa ước mơ này, ngôi nhà hạnh phúc Chúa ban tràn đầy yêu thương. Và cho phép người làm chương trình sẽ được thay lời cho dàn nhạc Dema. Xin được trân trọng những tình cảm thân thương của toàn thể quý vị khách quý của chúng ta đang ở phía trước và bên ngoài. Thì ngay giây phút này chúng ta cùng nhanh chân lê bước tiến vào phía bên trong của dàn ghế. Gia đình chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để chào đón toàn thể quý vị. Và chúng ta cùng ngồi uống nước cắn hạt dưa, cùng nhau dành những tình cảm thân thương. Đó là cầu chúc mừng cho ngôi nhà mới trong buổi tối đêm nay. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý của chúng ta và nam thanh nữ tú đang ở phía ngoài. Và ngay giây phút thì chúng ta hãy tạm gác lại những câu chuyện riêng tư, hãy nhận chân rơi gót tiến vào phía bên trong. Và chỉ còn ít phút nữa thôi, chương trình mừng ngôi nhà mới như ngợi khen Chúa trong buổi tối đêm nay. Và chúng ta cũng đừng quên chọn cho mình một ca khúc duy nhất trong thánh ca, là lời của Đức Chúa Trời mới đi vào sau lòng người. Và chúng ta sẽ chúc mừng ngôi nhà mới, và chúng ta sẽ chờ đợi trong giây lát khi toàn thể các vị khách quý chúng ta trở về đầy đủ. Một nửa xin được trân trọng kính mời và kính mời lâu hơn giờ này phụ ni cơ ai đi lâu chủ giang lung cúc cơ chi giang phụ đình bon ai đi khoa phụ tô phụ tô là chi giang phụ bé gần sang ai đi đến thì bốn đất lung cúc cơ chi giang phụ mít oa khoam thuần một tay bên đấy rong dòng ngoài đây sang dòng ngõ dùng đường lẽ là cơ chi giang phụ mình gặp cặp yên hai đêm một bốn trẻ gem bốn tay bên quê sân phụ đình bon này tay bị ngựa lên sẽ đang nằm bị ngâm sẽ đang đi chim bị chim chung lo vất lo nào thì ngã bằng chăng cực lấy hấp mang đi đốc sang bao có sang đi ai tuân gia bê la làm ở đây sân bụng lần này có bị la thì có sang đi ai tuân gia bê la bê la cơ buồn tâm nhìn nề mà không lấy cụ lùng chúng chẳng chỉ chẳng cùng gặp nơi gì buồn rê ra tục tình ngào đục rút lại làm cần đốc chân làm một trần tay lấy sạch sao mỗi nay câu của chân trái choang còn hàng rê nào chắc trái mau lòng tôi hãy tìm độ lễ năm để tung bộ sổ lạ mà kỳ ngàn coi đã bước lên gần lại càng sang lại băng rình lăng lại xem cái nắp pin khỏi dàn đường tìm lại lên sân bóng này cao cái chân đề dòng vẽ cử lạ mặt lăng tiên lưu ai hút ai tì thì rốt đẹp bố xa lùng độ xem cái nằm đập bắt lại nó có pin e mà tay đục biết đến bóng cái hấp mặt biết đến có sang thì ai tuân ra bị là không cái cụ lùng lên ăn lại chặt